yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giê-xu ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giê-xu bên nhau cùng vui vui sống hạnh phúc. Qua Giê-xu ta yêu và được yêu mãi. Tôi yêu thương vâng đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chẳng nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau. Đường mới theo Giê-xu ta đi về khắp đất trời, đời tươi trong Giê-xu bên nhau cùng vui vui sống hạnh phúc. Qua Giê-xu ta yêu và được yêu mãi. Tôi yêu thương vâng đôi chân ta bước đi mỗi ngày. Yêu dấu rằng đời là đời cố yêu, tình yêu vào đời.
đàn Đức Kitô. Làm tình yêu cao vời tôn vi, vời tôn vi. Chơi sức may mà buồn nổi chân chiều chơi sức may mà buồn buồn là cù lần không buồn là chiều chơi sức may mà buồn. Hình như là một số người còn đang muốn mình trở thành cù lần. Các bạn biết cù lần là gì không? Cù lần là bây giờ trời đang mát như thế này này lại đi che ô chẳng hạn. À. Chiều chơi sức may mà buồn. Chiều chơi sức may mà buồn. Buồn là cù lần, không buồn là chịu chơi. Ai không chịu chơi? Chiều chơi sức may mà buồn. Chiều chơi sức may mà buồn. Buồn là cù lần, không chân buồn. Chân đâu các bạn giơ chân cho thầy xem nào. Chiều chơi sức may mà buồn. Bên dưới này các thầy không nhìn thấy chân của các bạn đâu. Tay đây vỗ về đằng trước của mình nào. Chiều chơi sức may mà buồn. Giơ tay lên cho bà con xem nào. Hai tay cơ mà các thầy và các anh chị giáo viên viên ông bà quản xem bạn nào chưa có tay đằng trước mặt nào. Giơ hai tay cho thầy xem nào. Chiều chơi vỗ đằng trước mặt mình nào. Vỗ chiều chơi sức may mà buồn. Chiều chơi sức may mà buồn. Buồn là cù lần, không buồn là chiều chơi rồi. Vui là vui vui tê, vui không chỗ nào chê. Tham gia rất nhiều các trò chơi hội trại và nhận thật nhiều quà sẽ sướng rồi. Bây giờ chúng ta để thể hiện tinh thần đoàn kết của mình. Khi nào tôi hô là anh em ơi thì tất cả những ai có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay nhận mình là con trai, đàn ông, đẹp trai, khỏe mạnh, thịt người, 3 tiếng ha 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 rủ hát ơi. Anh em ơi! Rồi tôi nghe thấy cả chị em thưa vô duyên quá. Rồi bây giờ khi nào tôi hô chị em à thì những
người con gái xinh xắn duyên dáng thì trả lời là hi 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 rồi nha chị em à, hi hi hi. Rồi bây giờ là tôi hô là anh chị em ơi, mà ai mà không nhận mình là nam hay là nữ thì trả lời là hi 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 nhá. Rồi anh chị em ơi, anh em ơi, ha ha, chị em à, rồi xin mời chào đón thật lớn để cảm ơn nhau rồi. Bây giờ đã muốn nhảy nữa không? Rồi bây giờ khởi động tập thể dục với nhau buổi sáng một chút nhá. Rồi bây giờ đặt tay lên vai người đằng trước của mình. Rồi tập thể dục với nhau để khỏe mạnh để chơi trò chơi nhé, đồng ý chưa? Rồi bước tại chỗ nghe lời tôi nói và làm theo nhé, đồng ý không nào? Rồi bước tại chỗ nào, mình bước 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 rồi mình bước bước bước, mình bước 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 rồi mình đấm đấm đấm, mình đấm 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 rồi mình xoa xoa xoa, mình xoa 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 rồi mình mó mó mình mó 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 rồi xoa xoa xoa, mình xoa 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 rồi mình kéo kéo kéo, mình kéo 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 rồi xoa 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 xoa, rồi mình cào cào cào, mình cào 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 rồi mình lại xoa xoa xoa, mình xoa 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 rồi mình vu vu vu. Ơi cảm ơn các bạn, một tràng tay thật lớn tay bé đây. À sướng nữa, đứng lên đây xuống tên đó, tay đầu tay đâu, tay đầu tay đây xuống tên. Rồi hai tay đưa về đằng trước. Đếm thật nhanh cho tôi, từ 1 đến 7, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Rồi lại, nào 3, 2, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Rồi động tác thứ 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anh chị em ơi, tất cả đã sẵn sàng chưa? Thầy nghe thấy chưa sẵn sàng, rồi xuống tới. Tay tay chân
Chúa Kitô, không ai thay thế chúng tôi.
Kitô. Là tình yêu cao vời con vi. Kính mời cha chánh sứ Phan Xin Vô cũng như hội đồng mục vụ giáo xứ xin mời quý vị chúng ta nhanh chóng trở về những hàng ghế danh dự để chuẩn bị cho chương trình khai mạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con xin trân trọng kính mời. Gặp cha con mến liền, cha ơi cha thật là hiền. Gặp cha con mến liền, cha ơi cha thật nhiều tiền. Với một đám rất lớn để chào đón cha, xin mời. Chung tấm lòng, nhà mình tràn hoa những niềm vui.
thành cảm ơn các bạn, các anh chị sinh viên cũng như các bạn linh hoạt viên. Chúng con xin trân trọng kính mời cha chánh xứ Francisco Xavier Trịnh Xuân Thủy, ngài sẽ lên chỉ đạo cũng như khai mạc chương trình hội chợ. Chúng con xin trân trọng kính mời. Chúng con có muốn hát nữa không? Vẫn muốn hát nữa à? Anh chị sinh viên linh hoạt viên hát cho chúng con như thế và chúng con vẫn chưa mệt à? Vẫn chưa mệt. Tuyệt vời quá. Cha nhìn thấy chúng con hôm nay cha choáng váng. Choáng váng không biết là cha có đứng được không, không cha quỵ xuống bây giờ. Nhìn thấy thời tiết hôm nay có đẹp không thiếu nhi? Thời tiết mưa là nắng? Nếu như bây giờ có cuộc mưa rào có dám chơi không? Nếu như bây giờ bão dám chơi không? Nếu như bây giờ tất thế có dám chơi không? Tuyệt vời, vỗ cả vỗ tay. Như vậy là thiếu nhi Phúc Điền cảm tử chơi sẵn sàng chết không? Tuyệt vời quá. Rồi chúng con nhìn lên cái khẩu hiệu của chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng con thử đọc cái khẩu hiệu với cái tên gì? Đúng rồi. Vỗ tràng vỗ tay. Thiếu nhi Phúc Điền ai cũng biết chữ. Sao cứ tưởng là chữ viết nhỏ vậy không đọc được. Cuối cùng thiếu nhi đọc được hết. Này, cha thấy là gì? Toàn những em mà 1-2 tuổi và đứng sẵn sàng đứng. Bây giờ cha tính thời gian chắn một tiếng rồi nhá, chắn một tiếng. Vậy thì thiếu nhi này, thiếu nhi thân mến, rồi tất cả các cụ con các bà bố mẹ anh chị em trong gia đình chúng ta, thiếu nhi quay xuống và xem đồng lớp tới cổ vũ cho buổi chơi hội chợ của giáo xứ chúng ta hôm nay. Thiếu nhi thân mến, thiếu nhi. Rồi thì buổi chơi hội chợ của giáo xứ chúng ta hôm nay á thì đã có sự chuẩn bị rất là lâu rồi. Cách đây bao nhiêu ngày rồi thiếu nhi còn nhớ không? Một tháng chưa? Một tháng rồi. Vậy một tháng thì thiếu nhi để chuẩn bị những gì cho cuộc chơi này? Thiếu nhi phải đi đâu? Đúng rồi, phải đi lễ. Rồi có phải nước lễ không? Có phải xưng tội không? Đúng rồi, phải xưng tội đi lễ rồi xưng tội nước lễ. Thiếu nhi có phải đi lễ, có phải ăn mặc rách rưới không? Không, thiếu nhi đi lễ ăn mặc rất là đẹp. Còn bên nam thì mặc áo gì? Áo trắng sơ vin. Bên nữ mặc áo gì? Bây giờ chúng con mặc áo gì? Chúng con mặc áo gì? Đúng rồi, áo đi cày, áo đi vừa, áo đi cấy nhá. Còn chiều nay lên thiếu nhi chúng con sẽ đọc đúng cái bộ mà chúng ta chuẩn bị vào. Thì cái buổi chơi hôm nay chúng con ra này, chúng con đã nắm bắt được, chúng ta sẽ chơi chọn gói ngày hôm nay từ sáng, từ buổi sáng sớm cho đến bao nhiêu giờ đêm hôm nay? Cho đến, đúng rồi, cho đến 4 giờ sáng ngày mai. Thấy không? Cho nên chúng ta không có sợ gì thời gian nhá. Chúng ta không có sợ gì thời gian. Mặc dù là hôm nay này chúng ta thấy này, thời tiết có thay đổi nhá, có mưa một tí. Chính vì vậy cho nên là các tiệm siêu thị của chúng ta đêm vừa rồi chú Phan cho sập hết, sập tiệm. Cho nên là sáng hôm nay phải dựng tiệm lại nhá, để chuẩn bị cho chúng con đi vào khẽ nhìn lên các cái băng rôn khẩu hiệu của các tiệm ấy. Chúng con sẽ thấy là gì? Tiệm thì nói là tìm đồ vật quá vật. Tiệm thì nói là gì? Vịt mắt mắt dê. Tiệm thì nói vịt mắt mắt vịt. Tiệm thì nói vịt mắt mắt gà, vân vân. Rồi có tiệm thì mắt là người nói là vịt mắt mắt cá voi. Nhớ chưa? Trưa nay sẽ có chương trình vịt mắt mắt cá voi nhá. Rồi là xiếc đủ thứ hoành tráng lắm. Rồi là tiếng gì kia này. Rồi là đây kiểu như này. Chúng ta chơi buổi sáng nay, đến trưa chúng ta sẽ có một chương trình gì? Đúng rồi, chương trình liên hoan. Liên hoan gì? Liên hoan vô. Vô gì? Vô cá voi. Hôm trước cha đã nói rồi, vô cá voi, cá mập, cá heo, đủ mọi thứ nhá. Đến trưa nay thiếu nhi sẽ được thưởng thức tất cả. Thì hôm nay
ta sẽ dừng liên hoan với tất cả của cái cuộc hội chợ cũng như hoan ca trong cái dịp hè này của thiếu nhi chúng con nghe này. Tất cả là gì? Tất cả cha cùng các thầy, cùng quý hội đồng mục vụ, toàn thể giáo sứ Phương Điền là vì tương lai chúng con. Nhớ chưa thiếu nhi? Vì tương lai chúng con, vì gì? Vì muốn cho chúng con được có một cái tương lai rực rỡ, muốn cho chúng con thì chuẩn bị bước vào một năm học mới, năm học phổ thông, năm học giáo lý, được thành công tốt đẹp, có hiệu quả tốt, thì cha cùng toàn thể giáo xứ muốn gì? Mở một cái cuộc hội chợ này để cho tinh thần chúng con mọi mặt nhá, tinh thần sức khỏe trí thương được tốt đẹp. Đấy, chính vì vậy cho nên là chúng ta chơi buổi sáng nay. Thiếu nhi có chơi hết mình không? Chúng ta phải chơi hết gì? Hết mình, phải không? Chơi hết mình. Và hãy lắng nghe nội quy. Sau khi cha xứ khai mạc xong, các thầy sẽ đưa ra những cái nội quy của từng gian hàng cho chúng con, và chúng con cứ theo đấy nhá, theo nội quy chúng con chơi. Rồi là bố mẹ chúng con cũng gì, sau khi chúng con chơi á, bố mẹ chúng con sẽ tham dự, sau đó sẽ chơi cùng chúng con. Cho nên là hôm nay cha xứ này, rồi là các thầy này, quý đồng mục vụ này, quý chức này, bố mẹ chúng con, các ông các bà cụ này đều gì, đều chơi với chúng con, đều hát với chúng con, đều ăn với chúng con. Nhớ chưa, thiếu gì thấy hoành tráng không? Thấy hoành tráng không? Hoành tráng, chúng ta đổ tràng vào đây. Tối nay chúng ta sẽ dừng liên hoan với tất cả của cái cuộc hội chợ cũng như hoan ca trong cái dịp hè này của thiếu nhi chúng con nghe này. Tất cả là gì? Tất cả cha cùng các thầy, cùng quý hội đồng mục vụ, toàn thể giáo sứ Phương Điền là vì tương lai chúng con. Nhớ chưa thiếu nhi? Vì tương lai chúng con, vì gì? Vì muốn cho chúng con được có một cái tương lai rực rỡ, muốn cho chúng con thì chuẩn bị bước vào một năm học mới, năm học phổ thông, năm học giáo lý, được thành công tốt đẹp, có hiệu quả tốt, thì cha cùng toàn thể giáo xứ muốn gì? Mở một cái cuộc hội chợ này để cho tinh thần chúng con mọi mặt nhá, tinh thần sức khỏe trí thương được tốt đẹp. Đấy, chính vì vậy cho nên là chúng ta chơi buổi sáng nay. Thiếu nhi có chơi hết mình không? Chúng ta phải chơi hết gì? Hết mình, phải không? Chơi hết mình. Và hãy lắng nghe nội quy. Sau khi cha xứ khai mạc xong, các thầy sẽ đưa ra những cái nội quy của từng gian hàng cho chúng con, và chúng con cứ theo đấy nhá, theo nội quy chúng con chơi. Rồi là bố mẹ chúng con cũng gì, sau khi chúng con chơi á, bố mẹ chúng con sẽ tham dự, sau đó sẽ chơi cùng chúng con. Cho nên là hôm nay cha xứ này, rồi là các thầy này, quý đồng mục vụ này, quý chức này, bố mẹ chúng con, các ông các bà cụ này đều gì, đều chơi với chúng con, đều hát với chúng con, đều ăn với chúng con. Nhớ chưa, thiếu gì thấy hoành tráng không? Thấy hoành tráng không? Hoành tráng, chúng ta đổ tràng vào đây cho buổi hội chợ hôm nay cũng như hoan ca của giáo xứ Phúc Điền trong dịp hè năm 2015 được thành công tốt đẹp. Xin Chúa chúc lành. Cha xin tuyên bố khai mạc cho buổi hội chợ của giáo xứ Phúc Điền. Xin được bắt đầu. Rồi bây giờ nhá, chúng con khai mạc rồi, bây giờ cha muốn dành cho chúng con một phần thưởng, không có phần thưởng nào cao hơn phần thưởng này. Tiền vàng bạc không là gì, bây giờ chúng con sẽ nhận được một phần thưởng là một tấm vé nhá. Tấm vé này sẽ sang Mỹ. Chúng con có muốn sang Mỹ không? Sang Mỹ, tấm vé này sẽ bảo lãnh cho chúng con sang Mỹ. Trước hết tấm vé này sẽ giúp chúng con vào chơi các gian hàng, để ai đủ điều kiện sẽ năm tới này cha sẽ đưa sang bên Hoa Kỳ nhá. Được chưa? Nhất trí không? Nhất trí, nổi tràng pháo đây. Bây giờ quý thầy sẽ phát cái phần thưởng tấm vé này cho tất cả thiếu nhi nhá. Thì là sau đó chúng con sẽ trật tự, bởi vì cả ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi nhá, chúng ta không sợ, miễn là gì, chúng ta phải nghe theo hiệu lệnh nội quy của cuộc chơi. Bây giờ
ban tổ chức sẽ tiếp tục chương trình. Trước khi vào chương trình hội chợ, xin mời tất cả các em thiếu nhi chúng ta nữa chơi với nhau. Xin mời các anh chị sinh viên cũng như linh hoạt viên chúng ta lên phía trên, và chúng ta trước khi vào chương trình hội chợ, chúng ta sẽ cử điều một bài sinh hoạt. Rồi bây giờ đến lượt bạn học, bạn thành người đồng đội, các bạn sẽ
giữ thật xa cho tất cả đi mà đi. Rất mạnh cơ quá. Được rồi. Con đi đứng nhá. Con có thể chơi hai đứa. Bắt từng giây này thì con sẽ tính hát. Rồi. Đổi đổi. Anh chờ đây ạ. Rồi. Nhưng chờ nữa. Hai người một nhá. Các con. Mưa vậy. Các bạn ở ngoài này chúng ta sẽ chơi hai người một. Các con tìm đồng đội của mình nhá. Hai người một bé ạ. Rồi. Bây giờ tập chơi của chúng ta là bà Thành và bà Hồng. Bắt đầu. Lượt hai. Bà Thành bắt đầu. Lên. Lên. Anh chàng này có vẻ nạn tên. Sao bây giờ bà Hồng? Lượt chơi thứ hai của bà Hồng. Đây là con đường rất khó khăn. Rất con quanh. Kéo néo. Tinh tế. Chân bằng rất tốt. Nhưng cô không thành công. Nào xin mời bạn Thành sẽ tiếp tục lượt thứ ba của mình. Các bạn cổ vũ nhá, cổ vũ cho bạn Thành nhá. Nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố nào, cổ vũ cho bạn Hồng nào. Một người rất là tinh tế. Một cái giám đốc bảo vệ, đi tinh tế. Lên, đây. Bạn là người chơi của chúng ta, cặp chơi của chúng ta đã là người chiến thắng. Đây là hai chàng đầu tiên trong gian hàng này, tức là chúng ta còn gọi là người hùng, người mở hàng trong gian hàng này, nên được khuyến mại thêm một người chơi nữa. Bạn Thành nữa, bạn Thành, bạn học dư, bạn học cố gắng giữ tập chú đáo nhá. Rồi xin chào một tí nữa, xin chào một tí nữa thôi. Cố lên, cố lên, cố lên. Ông này ơi, đây là cái công việc. Rồi, 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 và lấy nhận được quà. Bây giờ nhá, cả nhà lưu này, bạn Thành và bạn Học đã vượt qua cửa ải đầu tiên, bây giờ đến cửa ải cuối cùng để nhận quà. Bây giờ hai bạn chơi là đồng đội với nhau, đồng đội thì phải kết hợp khéo léo để có thể vượt qua cửa ải này. Cửa ải này rất đơn giản thôi, có tên trò chơi là OA nhá. OA thầy hô ô các con hô a thấy chưa, thầy hô ô ô các con thừa a a thầy thừa nhá. Ô ô ô a, các con phải phản xạ nhanh cho thầy nhá, không để nghỉ lâu quá có mà quà nó đi xa mất rồi. Làm lại một lần nữa nhá. Ô ô ô ô a a a. Rồi được rồi, đây là người anh hùng đầu tiên mở ra hàng. Các con được quyền chọn một phần quà. Rồi nha, bây giờ chúng con phải hợp ý với nhau. Chúng con lấy cái gì? Các con sẽ lấy một. Hai bạn sẽ là mỗi người một phần quà nhưng mà nó phải giống nhau. Các con hiểu chưa? Bây giờ các con bàn đạp với nhau đi. Bàn đạp đây. Đây bà quản đang giới thiệu phần hàng. Các con là đồng đội của nhau, các con phải hợp ý nhau. Ai là người chơi trước, ai là người chơi sau. Thôi rồi, anh chàng Thành Hào. Nó lấy cái gì rồi? Đây là người đầu tiên khuyến mại nhé. Mở hàng. Chúc mừng nha. Em Tiến đã đủ vé rồi, không? Chưa kêu.
một đợt mà chúng ta đánh trống là phải kêu tùng chứ kêu cắt thì chưa đánh trống. Hai lượt mà trống vẫn chưa kêu. Rồi chúc bạn may mắn lần sau, chúc bạn may mắn lần sau. Rồi. Rồi chúc bạn may mắn giải chúng ta tiến ra ngoài. Tiến ra ngoài chúng ta ở ngoài vòng, không ở trong vòng. Tiến ra ngoài chúng ta ở trong tay. Chúng ta không chạm chấu rồi, không được. Rồi chúng ta đã chạm vào chấu rồi, chúng ta đã đi quá đà rồi, vượt quá giới hạn rồi. Rồi một lượt chưa được. Đấy cái này các bạn phải bước rất từ từ, rất từ từ. Bước từ từ, bước từ từ. Rồi, cắt chưa được. À, mới được. Thôi đi ra ngoài. Rồi, các bạn hãy ra cổ vũ, cổ vũ. Có thể chơi giúp các bạn. Rồi, bạn đã đi quá xa mục tiêu, quá xa mục tiêu và thời gian. Đấy, chúng ta dành cho mỗi người. Rồi, chưa là nó ai thích mà thôi. Rồi, phải rất nhanh, rất nhanh. Rồi, bạn cứ nhiều đi thì sẽ được ăn nhiều. Nhiều sẽ nhiều. Còn trống vẫn chưa kêu. Và chúc bạn may mắn lần. Rồi, chị hát thử kêu. Bạn ta lưu ý luật chơi nhá. Đấy, mỗi một bé chúng ta sẽ được nha. Đấy, xuất phát lên, bịt mắt, gõ trống 3 lần. Và điều kiện để có thưởng là phải 2 lần. Rồi các bạn ở đúng vị trí của thầy. Rồi bắt đầu. Rồi các bạn ngoài áo bên ngoài chỉ cổ vũ thôi. Rồi các bạn ngoài có thể số 30 xe. Số 30 bạn sẽ có cơ hội nhận được nhiều quà của chúng tôi hơn. Xin vui lòng xếp tương đối. Ở đâu chúng ta lại gửi
quay ra đứng dưới thời điểm chúng anh cũng được rồi, bạn rất chân thành rồi, chúc mừng bạn nếu mà bạn đạt được hai quả vận dụng, hai điều xấu đang nằm ở phía trước, bạn hãy cố gắng tiêu diệt hai điều xấu đó. Rồi cố gắng lên bạn vẫn thắng số. Rồi một điều xấu đã bị bạn tiêu diệt, một điều xấu nữa nào. Rồi xin chúc mừng bạn đã nhận được một phần quà của chúng tôi, chúng ta cũng ước nguyện rồi đấy. Số 32 bắt đầu. Số 33. Với số 33 này là một bạn nam và lần nữa xin mời chị mình đang ở đây xin quay lại cái khối nhà thờ để chúng ta được gửi ra cho em. Xin các khách hàng chúng ta lưu ý, xin các khách hàng chúng ta lưu ý, khi nhận phần vé trắng của các em chúng ta sẽ có tại chỗ luôn ạ. Xin khi nhận phần vé trắng của em chúng ta sẽ có tại chỗ luôn. Để các bạn tiêu diệt cái điều xấu đó. Rồi, bắt đầu. Cố gắng lên nào. Cố gắng lên nào. Rồi, rồi, xin chúc mừng bạn, bạn đã nhận được một phần quà, có thích không? Có vui không? Có chơi nữa không? Mà bạn phải lấy được sống nhỏ. Mà, nó bằng số 5 số của bạn. Hy vọng bạn sẽ đạt được những điều của mình. Như vậy bạn di chuyển dưới cái nào cũng được. Rồi, một điều xấu đã bị bạn tiêu diệt. Một điều nữa các bạn ơi, cố gắng lên. Một điều nữa thôi. Cơ hội để trao quà cho bạn thì rất tiếc là bạn đã không được quà của chúng tôi. Cơ hội thì dành cho tất cả mọi người chúng ta với gian hàng số 3 này thì tất cả các bạn đều có cơ hội để nhận được phần quà của chúng tôi. Còn là khán giả nữa, rồi xin chúc mừng các bạn đã có cơ hội để nhận được những phần quà. Rồi, một quả nữa thôi, một điều sống nữa thôi, bạn hãy nhận. Chúng ta may mắn lần tới. Đúng đúng lên. Yeah, xin chúc mừng bạn một phần quà của chúng tôi. Trời rất vui mừng chào các bạn. Một quả. Hai quả. Cố gắng lên nào, bạn đã nhận được một phần quà. Ba quả, một quả nữa thôi, bốn quả. Bạn đã nhận được một phần quà. Bí quyết nào giúp cho bạn? Bí quyết nào giúp cho bạn đã tiêu diệt được dịch bệnh? Em chống gì? Bạn rất là mạnh mẽ. Và em đang xem các giờ để các gian hàng, các trò chơi rất là hấp dẫn. Nên đúng thời tiết quả đất là mưa hay như thế nào đi nữa, chúng ta có nói được nữa thì cũng không làm quản trí tinh thần của em. Em cũng nghĩ đang cầm trên tay mình đứng tận tế, hiện đang còn rất nhiều những gian hàng.
một rồi, bạn ơi, cố lên. Đi rồi anh nữa. Áo sai. Đi lại, đi lại, đi lại. Cái gì không bỏ vào mồm? Chắc chắn là hai mẹ cái gì? Cái gì để tạo ra tiếng? Cái gì? Đồ khác, đồ khác, bạn này xảy ra là. Đồ khác, đồ khác. Chúng tôi rất tiếc và hai vé của các bạn coi như đã mất và các bạn không được nhận phần thưởng. Xin chia buồn và các bạn sẽ dùng tấm vé còn lại để chơi với các bạn rất nhiều. Vâng, bạn nào đâu? Hai bạn nào đây rồi? Hai bạn này nhiệm vụ các bạn phải vượt qua trong vòng 2 phút 7 đồ vật của chúng tôi. Đó, 7 đồ vật, một bạn diễn tả và một bạn đoán đồ vật nhưng không được nói tên đồ vật đó, bạn hiểu chưa? Đó, bạn hiểu được chưa chưa? Rồi, chờ đồ vật và diễn tả cho người bạn của mình hiểu được trong đó là gì. Và nhiệm vụ của bạn là nói to thật nhanh để tránh mất thời gian của bạn mình. Chú ý, dừng, 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì? 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 Khán giả ra ngoài, tránh xa không được mọi người, tránh xa là 2 mét. Cái gì? Tinh mô cơm. Chính xác, mùi mô cơm, vỗ tay. Chính xác, tiếp tục. Cái gì? Bấm TV là, có chiếc TV là nếu bạn hoạt rồi. Bật đồ khác, tiếp tục đồ khác. Một phút trôi qua. Dùng để đựng nước. Cái gì đựng nước? Sai, chính xác. Tiếp tục, mấy đồ vật rồi? 7 đồ vật. Thế lên, 1 phút trôi qua. Dùng để sao là ban đêm. Cái gì sao ban đêm? Đèn pin, chính xác. Cái gì? Diễn tả đi, diễn tả đi. Dùng để... Để làm gì? Dùng cái gì màu trắng để viết. Màu trắng để viết. Màu trắng để viết cái gì? Sai rồi. Thành sai, diễn tả lại. Cảm nhận như thế nào bạn nói? Cái gì? Cái gì dùng để đeo vào tay? Đeo vào tay như thế nào? Vòng tay sai, diễn tả lại. Cái gì dùng để đeo vào tay của bạn? 1 phút 39 giây trôi qua, còn cái gì dùng để viết? Gì viết? Một chính xác. Chúng tôi đã cho bạn 2 phút 32 giây. Nhưng mà hai bạn đã rất là khó khăn ở đây này. Cảm ơn hai bạn. Thank you.
của những em cũng vậy. Chúng ta nếu như chúng ta không có một cái gì để che, chúng ta cũng hy sinh, chúng ta không có quản ngại gì. Mặc dù thời tiết như vậy, chúng ta được mời gọi chơi với nhau một cách sôi nổi, một cách hết tình, hết mình, để cho các em có một buổi hôm nay vui chơi hội chợ được bổ ích, và các em được đón nhận những cái tình cảm yêu ái từ cha xứ cho đến mọi thành phần dân chúa của giáo xứ ra. Các em đón nhận một cái ngày hội chợ vui chơi rất là hoàn hảo, đẹp đẽ, để chuẩn bị cho các em tinh thần bước vào năm học mới, năm học giáo lý, năm học phổ thông đón nhận cái kết quả cao nhất. Thank you.
trên quê hương và trên thế giới. Hãy làm cho ngài lớn lên, ta hãy làm cho ngài lớn lên. Vì ngài là ánh sáng soi đèo đường ta đi, vì ngài là đường đi đưa ta lên quê trời. Vì ngài là sự sống cho ta sống một đời, vì ngài là chân lý đem soi thoát chúng ta. Cho ngài lớn lên trong tim ta, trong tim mọi người. Hãy làm cho ngài lớn lên khắp nơi nơi cao cao danh ngài. Hãy làm cho ngài lớn lên trên quê hương và trên thế giới. Hãy làm cho ngài lớn lên, ta hãy làm cho ngài lớn lên. Vì ngài là ánh sáng soi đèo đường ta đi, vì ngài là đường đi đưa ta lên quê trời. Vì ngài là sự cho ta sống muôn đời, vì ngài là chân lý đem giải thoát chúng ta. Ngài lớn lên trong tim ta, trong tim mọi người. Hãy làm cho ngài lớn lên khắp nơi nơi cao giao danh ngài. Hãy làm cho ngài lớn lên trên quê hương và trên thế giới. Hãy làm cho ngài lớn lên, ta hãy làm cho ngài lớn lên. Vì ngài là ánh sáng soi đèo đường ta đi, vì ngài là đường đi đưa ta lên quê trời. Vì ngài là sự sống cho ta sống muôn đời, vì ngài là chân lý đem giải thoát chúng ta. Vì ngài là ánh sáng soi đèo đường ta đi, vì ngài là đường đi đưa ta lên quê trời. Vì ngài là sự sống cho ta sống muôn đời, vì ngài là chân lý đem giải thoát chúng ta. Vì ngài là chân lý giải thoát chúng ta. Và ba giáo họ còn lại thì các bạn cũng đã xếp hàng nhanh nhưng mà vẫn còn hơi chậm. Vẫn còn một số bạn đang còn lang thang ở bên ngoài chưa vào hàng lối. Vì thế các bạn chỉ giành được 10 điểm mà thôi. Xin chúc mừng ba giáo họ còn lại. Rồi, vỗ tay. Tất cả các phụ huynh, cha nói rồi, những phụ huynh nào có các em nhỏ đi chơi nhá, em nhỏ đi chơi, trưa hôm nay cha mời ở lại hết. Ở giáo họ nào chúng ta ở tại giáo họ đấy sẽ có phần suất cơm đàng hoàng. Bởi vì trưa hôm nay giáo xứ các đơn vị chuẩn bị có khoảng độ 1.500 mâm cỗ, cho nên là chúng ta cứ yên tâm, không sợ gì thiếu cơm cả. Được ai đến đây vui chơi, chúng ta được cả tinh thần lẫn vật chất, lẫn của ăn, nuôi phần xác, lẫn linh hồn. Cho nên tất cả mọi người chúng ta yên tâm ở lại, vui vẻ giao lưu với nhau và động viên cho các em. Vì con nhớ không? Bây giờ chúng ta thử ôn lại con reo của mình nhá. Được chưa? Xem nào, giáo họ nào to hơn. Ban giám khảo sẽ chấm điểm sự nhiệt tình của các bạn ở đây này. Sẵn sàng chưa? Con tim là gì? Chúa cha nào đâu? Con tim! Con tim! Con tim! Và con tim! Chúa cha! Chúa cha!
Thiếu Nhi bây giờ im lặng. Thiếu Nhi bây giờ trong bụng còn cái gì không? Còn cái gì? Còn gì nữa? Còn sữa, còn gì nữa? Tí? Còn gì nữa? Kem mút, còn gì nữa? Còn sách, còn gì nữa? Còn bút, còn gì nữa? Còn dép, còn gì nữa? Còn mũ, còn gì nữa? À, tất cả đều cho vào trong bụng hết, phải không? À, bây giờ thì trong bụng thì còn đói hay là no? Vẫn cứ đói à? Đấy, Thiếu Nhi có muốn chơi nữa không? À, nửa thì muốn, nửa thì giải quyết vấn đề ăn uống ra nhá. Thì đấy thì theo chương trình sáng nay chúng con đã được vui chơi rất là gì? Rất là hoành tráng, nhiều vấn đề đấy chúng con thấy được phải không? Đấy thì cái công lao hôm nay để cho chúng con có được buổi hôm nay á, chúng con nhá, cha xứ này, ban hội đồng mục vụ này, rồi ban giáo lý này, các thầy này, ban quản giáo này, quý chức vân vân, đông lắm, toàn giáo xứ huy động vào để tổ chức cho con có được buổi hôm nay. Thiếu Nhi, Thiếu Nhi, một số chúng ta như vậy là đã kết thúc chương trình hội chợ buổi sáng này thành công tốt đẹp. Chúng ta nổ tràng pháo tay. Mặc dù chơi thế không, chúng ta trời Chúa bàn cho mưa đông mưa tạ thịt lắm mát mẻ. Bây giờ chúng con đứng ở đây thì không chơi nữa thì làm sao? Trời nắng chang chang, nhiệt độ 90 độ, ngọt chưa? Đấy, để Chúa quan phòng chúng con nhá, tuyệt vời, con tạ ơn Chúa Đức Mẹ. Bây giờ chúng con sẽ được ngồi ăn bữa tiệc này tuyệt vời. Đây là một kỷ niệm rất là ý nghĩa, chúng con sẽ nhớ đấy. Nhớ là chúng con lớn lên chúng con sẽ được, chúng con nói lại hồi xưa là được ngồi đi hội chợ vào ngày này tháng này, xong hội trưa bữa trưa là được ăn cơm tại ở đây ở kia nhá. Chúng con đấy là một kỷ niệm tuyệt vời nhá. Vậy bây giờ cha sẽ bố trí cho chúng con tại các cơ sở, các giáo họ chúng con nhá. Tại giáo họ này, bây giờ chúng con này, chúng con sẽ theo từng thầy. Từng thầy sẽ dẫn chúng con đến nơi chúng con cần đến, nhớ chưa? À, thầy rồi là sinh viên, cha sẽ... Thiếu Nhi! Thôi nói cái này không im lặng này, làng vàng chạy tứ lung tung. Phúc Thiện này đói rồi. Phúc Thiện nói rồi. Bây giờ chúng con sẽ theo, thầy sẽ đưa chúng con đến từng gian hàng một. Tất cả Thiếu Nhi hôm nay chúng con chơi ở đâu thì chúng con ăn ở đấy, nhớ chưa? Chúng con chơi ở chỗ nào chúng con sẽ được ăn cơm ở đấy. Vậy thì bây giờ chúng con sẽ theo thầy, từng thầy sẽ dẫn chúng con tới giáo họ Phúc An ăn ở đâu, giáo họ Phúc An Phúc Thiện ăn ở đâu, giáo họ Phúc Lạc ăn ở đâu, giáo họ Phúc Điền ăn ở đâu nhá. Rõ ràng như vậy rồi là chúng con vào thì chúng con sẽ được sắp xếp, đừng có lộn xộn nhá. Rồi chương trình tiếp theo là các thầy rồi ban sinh viên, ban giáo lý sẽ giúp chúng con đi vào một chương trình đặc biệt để rồi chuẩn bị cho chương trình thánh lễ chiều hôm nay. Thánh lễ chiều hôm nay là sẽ vào lúc 4:30 nhé. Rồi từ sau bữa cơm này đến 4:30 nó có một khoảng thời gian rất dài nhé. Chúng con lưu ý như vậy, sẽ có một chương trình đặc biệt tiếp theo, chúng con đừng ai về. Rồi sau thánh lễ, trong thánh lễ cha phát phần quà, rồi sau thánh lễ chúng con sẽ gì, sẽ giải tán. Dạ, giải tán một thời gian ngắn rồi chúng con sẽ trở về nhà nhá. Trở về nhà dùng cơm tối rất là nhanh, nhớ chưa? Rồi là sau đó chúng con trở về đây sẽ có một chương trình đặc biệt buổi buổi tối này, đó là chương trình ca nhạc, chương trình hoàn ca, nhớ chưa? Tổng quát là như vậy, ta nhắc nhanh như thế. Còn bây giờ đi vào chương trình chính của bữa trưa hôm nay. Niềm tin, yêu thương bao la, niềm tin.
chúc dân dân xây cuộc đời trong hy vọng đời xây tương lai cho mai sau mai còn có nhau.
alone. How do you do? I'm glad to be with you. And you, and you, and you. Rồi, bây giờ là giáo họ Phúc Lạc, sẵn sàng chưa? Rồi, chúng tôi là sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng. Rồi, nhà sứ, sẵn sàng chưa? Chúng tôi là sẵn sàng, sẵn sàng. Vì đội này áp đặt quá, ghê quá. Rồi, Phúc Lạc, Phúc Lạc, chúng tôi là sẵn sàng. Úi giời, ghê quá, được rồi, sẵn sàng rồi. Đố các bạn biết là trong sa mạc 40 năm mà khi mà ông Mô-xê dẫn dân Chúa trong sa mạc ấy, mà dân Chúa chịu đói, bắt đầu là khi mà đói khát thì dân Chúa làm sao? Kêu cầu ai? Kêu cầu Thiên Chúa. Và Thiên Chúa hứa là sẽ cho cái gì xuống nhỉ? Cái gì? Bánh gà hả? Cái gì cơ? Cái gì? Mang là tổ tông cao hay là tổ tiên các ông ăn mang là thì làm sao? Thì làm sao? Đã chết thì đã chết. Còn bây giờ các ngươi phải ăn cái gì thì mới được sống? Ăn cái gì mới được sống? Chúa Giêsu nói cơ mà. Ăn mình và máu Chúa. Đã. Bây giờ chúng ta chỉ diễn lại vở kịch đó trong cựu ước. Đây là trò chơi mang tên là ăn manna. Và với trò chơi ăn manna này thì yêu cầu các đội chơi mỗi đội chọn ra 20 bạn, trong đó có 10 nam và 10 nữ. Mỗi đội chọn nhanh lên. Mỗi đội chọn ra, xin mời các ông bà quản anh có lớn có nhỏ, năm lớn năm nhỏ. Và với trò chơi này các bạn sẽ thể hiện tình đoàn kết yêu thương của các bạn. Rồi trong đội nào xong, đội nào giơ tay, giơ tay xem nào. 10 nam và 10 nữ đâu nào? Giơ nào xong đội nào? Ăn đâu, giơ tay cho thầy xem nào. 10 nam 10 nữ đâu? 10 nam 10 nữ đâu? Xếp thành một hàng chơi chưa? Nếu mà thiếu nam thì thêm nữ. 20 bàn chơi của giáo hội nhà xứ đâu? Giơ tay nào. 20 bàn chơi của giáo hội nhà xứ đâu? 20 bàn chơi của giáo hội nhà xứ, các bạn chuyển sang thẳng chỗ này nào. Chúng ta di chuyển thẳng và các hàng ghế đa theo các giáo hội của mình. Thẳng, xếp thẳng hàng. 20 bàn chơi của giáo hội Phúc Lạc đâu? Giơ tay lên nào. Lùi xuống. Xin cho một cái. 20 bàn chơi của giáo hội Phúc Thiện đâu? Giơ tay kêu lên. Đó sẽ là người chiến thắng. Và dĩ nhiên là trong quá trình chơi thì ban giám khảo sẽ tính điểm cổ vũ nhiệt tình của các đội chơi. Và nên nhớ cái điểm này rất cao và rất là nhiều. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Đội cổ vũ của các họ đã sẵn sàng chưa? Bây giờ nhờ hai chị linh hoạt viên làm mẫu nhá. Khi nghe thấy hiệu còi thì bắt đầu nhảy lên lưng người kia. Và người kia sẽ cõng lên, chạy lên và thưởng thức cái bữa ăn của mình. Được chưa? Các chị sẵn sàng chưa? Tất cả đã sẵn sàng chưa? 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên, cố. Khi chúng ta cắn được rồi, chúng ta di chuyển về luôn với hàng. Chưa khi nào nghe thấy hiệu còi.
một đôi thôi mà, nghe thấy chưa, còi đó không cao đâu chúng ta. Di chuyển, nghe hiểu còi, di chuyển luôn.
phải nghe theo hiệu còi thì các bạn mới chạy về và mới được phép chạy lên, được chưa? Một đội một. Thì bốn đội chơi như thế nào ạ? Đội chơi đều cố gắng giữ kỷ luật của mình, tuy nhiên thì mỗi do họ đều bởi vì do tinh thần của các bạn nên là việc kỷ luật nó chưa được sát sao cho lắm. Chẳng hạn như họ Phúc Hiện, bởi vì kỷ luật của các bạn chưa chắc chắn cho nên tấm bánh của các bạn nó chưa thể hết được. Và còn ngoài ra còn đội cổ vũ của các bạn phải hết mình và nhiệt tình nữa hơn ạ. Nhận xét chung của bốn đội chơi này, có những đội thì cổ vũ nhiệt tình hơn, có những đội cổ vũ chưa thật sự nhiệt tình, chưa chơi hết mình. Và hy vọng rằng là xong trò chơi này thì các bạn sẽ cổ vũ nhiệt tình hơn nữa, máu lửa hơn nữa. Đến đây để chúng ta chơi, và đã chơi là chúng ta phải chơi hết mình, được chưa? Và xin công bố chiến thắng của trò chơi này. Bốn đội chúng ta đều là những người chiến thắng, và trong đó giáo họ Phúc Lạc xếp thứ 1. Xin chúc mừng các bạn. Giáo họ Nhà Sứ xếp thứ 2, và giáo họ Phúc Thiện và giáo họ Phúc An các bạn đồng giải 3. Xin chúc mừng tất cả cố lên nào. Và vừa xong chúng ta là điều răng thứ mấy đấy các em? Thứ mấy? Đúng rồi. Chớ lấy của người là điều răn thứ 7, và hôm nay chúng ta vừa chơi, chúng ta vừa thực hành điều răn thứ 7. Và bây giờ luật chơi như sau. Thứ nhất là về số lượng người chơi. Rồi mỗi gia họ chọn ra cho thầy 20 người. Đấy, chúng ta sẽ chọn đặt vào hàng giữa. Nằm giữa hai hàng. Rồi, xin những người đại diện cho mỗi gia họ chọn lấy cho thầy. Mỗi giờ họ 20 người. Anh Tiến đang giúp họ Phúc Thiện. Mỗi giờ họ 20 người. Đeo vào, đeo dép vào. Đây, thầy đã chuẩn bị sẵn sàng 4 cái bao này rồi. Đấy, mục đích ta cùng chờ xem. Rồi, các em chú ý, mỗi người chơi là đều phải đeo dép. Đeo dép của mình, và bây giờ thầy tạm thời mượn mỗi em một đôi dép, và thầy sẽ bỏ vào bao, thầy sẽ trộn lẫn, được, và thầy sẽ đặt lên tổ thầy đấu như kia. Và khi hiệu còi, hiệu lệnh còi nhá, tít là đấy, chúng ta tất cả chúng ta đều chạy lên tìm lấy đúng đôi dép của mình, đúng đôi dép của chúng ta xỏ về và xếp hàng ngay ngắn. Ở đội nào mà chúng ta tìm được đúng dép của mình và về xếp hàng thẻ ngay ngắn, ở đội đó sẽ là người chiến thắng. Rồi, giao thứ tiên đâu? Rồi, dồn thành một hàng như thế này. Những người chơi dồn thành một hàng. 20 người chơi.
ra. Để chuẩn bị sang một tiết mục văn nghệ mới. Thank you.
rồi nửa chưa? Bây giờ muốn chơi được chơi đấy không? Sẵn sàng chưa? Sung chưa? Hết sức chưa? Tay đổ tay đâu? Are you ready? Chưa có để. Tay đổ tay đâu? Are you ready? Đấy, rồi xin mời thầy Dũng bây giờ sẽ cho chúng ta chơi trò chơi này. Sẵn sàng chưa? Rồi, xin một tràng thật lớn để chào đón thầy Dũng, xin mời. Xin chào đón tất cả các bạn. Các bạn thấy trước mặt chúng ta có những băng giấy. Biết đây này, băng giấy gì không? Không quản, đang dưới băng giấy ta năng. Chúng ta vừa nghe nói đến sắc nước Ai Cập, nhưng ngày nay không còn các vua để mà ước. Nhưng mà có một người bạn của Chúa Giê-xu, có biết là ai không? Đúng rồi, một bạn rất là thông minh, đó là anh Na-za-rô. Chúa Giê-xu rất yêu quý, nhưng mà anh ta bị bệnh và qua đời. Nên là, nhưng mà Chúa Giê-xu đã cho anh Na-za-rô được sống lại. Một người hy sinh để những bạn còn lại là chúng ta lấy những giấy vệ sinh, đó là những xác, quấn những xác lớp của chúng ta, quấn làm sao trang đẹp đều nhá, đồng ý chưa? Đang làm ví dụ rồi, đây này. Có một điều còi. Một em sẽ ở dưới này và chạy lên quấn. Đang quấn như thế là khi thầy có hiệu còi thì lập tức phải đi xuống. Nếu ai không đi, đội nào không đi xuống ngay thì sẽ bị ban kỷ luật chứ gì. Rồi đấy là ví dụ thôi, ví dụ như thế. Chúng ta quấn tùy trên đầu. Các bạn chú ý nhá. Mỗi một hiệu lệnh còi chỉ được một người lên quấn mà thôi. Và các bạn nhớ quấn tránh mũi ra kiểu tắt thở hay chưa? Rồi. Sau khi mà người quấn xong người ta lên thế thì cái người vừa quấn xong nó sẽ đứng quấy xếp ở cuối hàng. Thôi thôi, máu thế được thôi. Cậu nhớ đồng ý chưa? Rồi các bạn đã hiểu được luật chơi chưa? Hiểu chưa? Ai chưa hiểu giơ chân lên. Vâng. Rồi sẵn sàng chưa? Nhớ tiết kiệm giấy vệ sinh nhá, không có nhiều đâu. Không được cuốn hoang phí nghe chưa? Rồi sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu. Cuốn đi, cuốn cả. Cố lên, lấy các bạn cổ vũ đi. Đấy là đâu, tay vào tay cổ vũ đi. Xin cảm ơn.
Rồi bây giờ đến phần tiếp theo là các Lazaro phải tương phục sinh. Làm sao mà Chúa cho phục sinh là nhanh nhất. Khi mà có một hiệu còi, đôi nào phục sinh nhanh nhất mà nó sạch sẽ nhất. Rồi đi lạc này các bạn. Đà đảo. Trời ơi, đi đây. Cái này là do thạch hay là hoàn ra thêm đây. Nào, thạch trong vòng. Ai đội nào xong suốt cộng 5 điểm. Rồi nào, thạch không còn một giọt nào luôn. Là thạch